mọi người, và hôm nay mình sẽ chơi với anh kỳ thủ. Anh bắt đầu vào pháo. Vào pháo thì ông lên mạng thôi, không phải lo. Gì đó bác? Chứ gì bác là giữ tốt à? Giữ tốt đi vào đây. Nhanh nhẹ, đánh nhanh nhẹ. Về là khẩn trương đấy. Không suy nghĩ à? Chừng nha, không suy nghĩ hồi ông ăn rồi bảo ngồi suy nghĩ cả tiếng đồng hồ. Lên thì lên, vô luôn. Hôm nay đánh rất là chặt chẽ cho bà con, chứ chỉ là xuất xe xuất đồ hết rồi. Đó, đặc trưng của những người mà đánh hay là thường xuất xe luôn. Cái đó, giặt ta luôn. Sáng luôn, sáng thì sáng. Sáng luôn. Đi về bác. Chứ gì đã thiệt hại hai bên nè, đấu gì cho vui vậy. Đấu cho vui vậy bác. Đùa không nhỉ. Nhanh quá nhỉ, đánh nhanh rút chiều gọn hả. Nhanh rút gọn à. Chạy đâu chạy đi sao. Thích làm gì thấy vui thì làm. À, bây giờ xe giờ hồi nãy đánh rất là khẩn trương nên bây giờ là phải nghiên cứu rồi đấy, ông đừng có đùa tôi. À, biết ngay ông lên đó. Lên đó thì việc của ông thôi, lên là việc của ông. Chắc tốt. Cảm ơn anh em nha. Anh em yêu thích có thể cho mình một đăng ký, một like. Ủng hộ mình nha, ra dòng mới. À, bây giờ thì trận đấu cũng rất là căng thẳng, căng thẳng thần kinh, và mọi người cũng không nên quá lo lắng, tại vì chơi thì giải trí thôi. Nhưng mà anh em có ý kiến gì thì cứ để lại dưới cái phần bình luận cho mình nhé, và mình sẽ cố gắng ủng hộ mọi người. Tiếp này. Cái gì? Đấu à? Đấu thì ông không đấu đâu. Giặt ra ngay, giặt ra thì tôi chịu tướng. Chịu tướng xong tôi bắt bắt em mạ. Đằng nào tôi đấu mà. À chà. Gì đó kìa. Vì làm được cái gì để mà làm được cái gì để mà làm. Vì bắt bắt pháo đấy. Là chết à. Mệt nhỉ. Chết đi. Chết thì cũng chết. Đó, đánh lên đôi bàn, lên suy nghĩ đấy. Suy nghĩ. Đây. Gì bố bố đánh gì là bố này, bố đánh này, bố đánh này ăn được một con ngon lành, tôi ăn hai con nữa thì ông thì sướng chưa, giỡn mặt tôi. Anh em thấy thế nào? Anh đó bỏ một con mã mà câu được một con này, xuất vào pháo này, chịu tướng ông chết này, ông bệnh với con.
Giặt ra. Giặt ra. Giặt ra phải lên. Cuộc đời vẫn đẹp sao? Sư tướng đi đâu đi hay sao? Đi à? Chơi luôn nè, chơi luôn nè. Đề nghị là không được bỏ chạy nha. Bỏ chạy là xấu hổ lắm anh em. Gì đây? Nó làm gì? Đó làm gì hả? Đây được không? Chết tướng. Tướng là đây. Mệt nhỉ? Chiếu tướng thì chiếu. Khó chiếu cứ chiếu, không chiếu anh bừa. Về thì em làm gì? Về thôi, chiếu thì cũng còn xảo em quá bình thường, cân đường học sữa đấy này này cứ quá bình thường. Họ đã nghỉ việc luôn đấy nha em. Nghỉ việc. Hay, một ván cho bà con nha. Đấy, đánh đáng hoa. Thỏa mãn chưa? Được không chú? À, vẫn có rồi. Vẫn muốn gỡ. Gì tốt à? Gì thì vô. Phụ thân thằng bé. Thôi cho ông gỡ đi, ông gỡ gỡ đàng hoàng không? Ông thua đi, ông ý kiến cò. Buồn buồn hả? Buồn buồn quá. Bay mã lên à? Này, ăn đi cụ này. Thủ ra, chứ chưa là thủ ra. Theo một vài cái nguồn tin mình biết được, nếu mà chúng ta chống sỉ mà chống hướng đó là không hay bằng chống cái hướng sỉ đâu kia đâu nhá. Đó, lên đây này. Chống đường kia kìa. Chống đó là mệt lắm. Giặt ra. Đưa xe vào đấu đi chú. Anh hết ý kiến rồi đó. Nói năng gì? Máy lên luôn cho đẹp đồ hình. Gì đó lên nó làm gì? Làm gì ở đây được không? Trận đấu diễn ra rất là tuyệt vời. Gì đó tốt rồi. À, lên tốt lên đây, thấy không? Hiểm quá, nguy hiểm quá. Rồi, đấu rồi. Đấu à? Thôi, mã về vườn nha, về chuồng nha. Mã về chuồng nha.
Anh làm con này đi. Gì đấy? Bay lại à? Là đi lún. Tại sao không có âm thanh nổ nổ nó đọt chứ nữa nhỉ? Như thế nào nhỉ? Cái ông là như cái V thế chứ sao? Không có ý kiến gì đâu. Để chỉnh lại xem nào. Đỉnh rơi phong. Mày lại bắt con nó rồi. Chứ là ép mình chạy quá đà nha. Bạn tấn công quá mạnh nha. Tấn công quá mạnh. Quá mạnh. Cho ông ăn đi, thích ăn gì ăn đi. Bắt đầu này, bắt đầu tôi bắt bắt mã ông này. Một phát. Hai phát nè, hai phát nè. Được chưa? Ý kiến đi coi gì nữa không? Chạy đi à? Chạy xuống đó, chạy xuống đó, chạy xuống đó. Ai da, chạy chết con pháo chứ con. Trò gì đây? Trò gì đây? Chơi gì luôn? Rồi. Chiêu tương luôn. Mày kế gớm. Bắt nó tốt đi. Gì đây? Chịu tướng luôn. Vào. 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 Sụp luôn đi. Đó, lại chạy rồi. Khổ thân cuộc đời như là bác. Tôi để ta thoát ra ngoài đã. Để ta cài đặt lại cái chức năng thanh đi. Thi đấu. Chơi luôn. Ok. Nhìn đánh trước à? Ok. Thật tuyệt vời. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi nhé. Thôi, tiếp tục đi. Đó, đánh đi. Chút xe. À, mình lên kỳ thủ được cả. Ôi, chết chết.
Trên này ký thủ 2 sao nhé. Ký thủ 2 sao nhé. Sợ gì hết. Gì là bác. Đấu với ông luôn, ông đánh đánh sẽ đủ sợ gì. Vào xe. Đấu tiếp à. Gì vậy. Đời nở hoa. Cuộc đời thì nở hoa và dòng đời thì đưa đẩy. Thôi khai thông bế tắc. Làm thế nhỉ? Ăn đi kia thì ăn. Ăn được gì thì ăn. Ôi trời ơi, nó cũng thẳng đấy. Đối thủ là kỳ thủ 2 sao nha bà con. Mình chỉ mới có 1 sao thôi. Đánh đi bác. Xem ra hôm nay đánh về hay đấy. Lui tôi lui về là ông biết là tôi đi đâu rồi nhá. Thích ăn con nào thì ăn nhá. Không ăn con sỉ thì ăn. Con sỉ tôi đi ông ăn đi. Tôi nói năng gì ông đúng không? Gì đó? Có gì đâu mà phải suy nghĩ không? Suy nghĩ đổi thế đổi cơ thì đổi thì chứ làm sao mà đổi. Chạy về đây thôi. Về đây thôi. Chống lên tôi hết hết chiếu. Xuất rồi. Chết xuất. Nhưng còn xe với pháo ông sở dĩ. Đấy thôi. Có gì đâu em ơi. Gì phải to tát hết. Có gì phải to tát. Rồi rồi, có chừng nha, có chừng nha. Tôi sẽ phò mà tôi không ăn nổi xe pháo với đối phương à, xuất rồi. Gì hết trò gì đấy.
gì đấy? Ăn đi. Ăn đi. Ông ăn đi đây. Mà tôi chịu được gạt ra cái ông hết cơ tầm bảy ông lão. Suy nghĩ đó. Chạy đi nào. Chạy thôi, chạy chạy. Pháo với xe chứ, vì hàng dọc thì ông muốn chạy được con nào thì ông chạy thôi chứ sao, ông lại lên chạy lên chạy xuống. Cái gì ông chẳng rằng chết một con cho tượng giỡn mặt mà. Chơi luôn mới độc nè, chơi đi mới độc nè. Sốc à. Hay chứ. Chút là gai cấn bà ngon nhá. Có khi nào huề không ta? Gì đó cuộc đời em. Thôi thôi bà con à. Mình hai đi chứ. Mạnh hơn.
Thầu lao thiếu tướng hay già nháy với anh à, đừng có nháy. Rồi tiếp tục bắn rồi nha bà con, khổ khổ thế, nháy nháy làm gì, đừng có nháy. Tôi chẳng lừa được ông mà ông cứ đùa. Nháy với tôi à? À, chơi luôn cuộc đời sợ gì nhỉ, không sợ không sợ không sợ. Mất con tốt của đội bạn là một sai lầm của đội bạn, mà tôi dám khẳng định đó là một sai lầm rất là cơ bản. Cơ bản của cuộc đời. Ôi trời ơi. Gì đây? Trò gì đây? Chơi luôn nha. Dịch luôn. Đó. Tướng này con, phát đầu ông phát đầu, phát đầu cho ông này vô, ông ngồi thích chẹt con gì chẹt này chứ, chẹt con gì chẹt này. Trò gì đây ông, ông trò gì đây, trò gì đây. Con xe của ông không lên được, tôi nói thật, ông ngồi ông chẹt chẹt. Chúng bắt con này nè, đây nè, chúng nó định bắt con này nè, ai cho ông bắt, bắt. Đi 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 con, tức tiến lên vậy đó. Tiến lên một cách rất là đều đặn, đều đặn rồi bịt đường chặn lối xe không chạy về, con cái con xe cái nó đứng yên chỗ đấy. Làm gì cũng đấy. Lộn thì lộn, sao mà lộn quá à? Nó chết luôn, lộn gì đâu mà ăn. Làm gì tôi hết á. Làm gì đây? Tưởng tôi không chạy ra con mẹ à. Khổ thân quá. À thủ à, pháo thủ à, pháo thủ à, pháo thủ.
Đã đến lúc nó lên câu giác từ đường tình yêu hai lối đi. Đi rồi hai chúng ta chưa bao giờ quen. Con Phạo đâu có ra dễ gì ra để mà bắt được con ấy. Dễ gì bắt được nó. Về đây đi. Xe chạy đâu chạy đi. Rồi con xe chạy chết xe chết chết pháo chứ con chết xe chết 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 than xe cho con mày đua với ông à mày đua đua chịu tướng này. Trời luôn ông ăn ôi trời ơi. Đi luôn. Tiên lên. Hơi đơn giản. Trò gì đấy? Trò gì đấy em? Trò gì đấy? Trò gì vậy? Nhây đi à? Anh à, nữa ông con. Ừ. À, muốn gỡ không? Rồi cho ông gỡ đi. Đó ông gỡ đi. Nhưng mà anh chàng này cái lỡ mà có được cái ván cờ này thì coi lại nhá. À, mình thực ra đánh rất là vui thôi. Còn, lên. Vui là chủ yếu mà. Ôi giời, sao giờ này ho ho nhỉ? Trời luôn ăn luôn đi. Đó. Hay mà nó sẽ. Mà nó đang đi lại nó năm gì đâu. Nó ra xe này. Vẫn đi ông. À chà, lên cái đè lên đi tôi cũng lượm như sao rằng đấu thì đấu như sao có chuyện rồi nha. Có chuyện rồi đấy, đủ thứ chuyện để lo đấy nhá ông Tiến Bùi nhá. Ông chạy đi à. Chạy tôi lên xe chứ gì nhỉ? Ai cho không chạy, chạy? Ai cho? Về lại vị trí. Có về vị trí không? À, về lại vị trí. Về lại vị trí. Đi xách xe. Về lại vị trí. Tôi không ăn ông đâu, tôi đuổi ông thôi. Ông chồng cái chồng, ông trọt trọt. Nó không đi thì tôi đi. Rút mã về thôi. Giờ con nó chạy đâu. Mấy cái đó. Rồi anh em thấy đánh hay không? Nước đánh mà làm cái đội bàn nó hoa mắt trong mặt. Hoa mắt chóng mặt. Có gì đâu mà sợ anh em nhỉ. Mình không có việc gì phải vội vàng. Mặt con mãi đi. Mặt con mãi đi. Mặt 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 mặt
bắt 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 bắt. Con mã giờ chạy đâu? Mã giờ hết đường chạy rồi. Đồ đánh cho ông hoa mắt chóng mặt. Chứ đánh như rút chạy ra sao? Rút chạy hoa mắt chóng mặt rồi. Ây da, vào thủ à. Lên mà hoa mắt chóng mặt rồi. Có cùng, và nếu như anh Tiến Bùi này anh có xem được cái trên mạng trang YouTube của mình thì rất là mừng. Anh cũng như là chúng tôi có nhiều cái giao lưu học hỏi nhau. Cảm ơn anh, cảm ơn mọi người và tất cả những ai yêu thích mình thì cho mình một like, một đăng ký để cho mình có những cái động lực ra những cái video thú vị để cho mọi người cùng xem. Chào chị đi anh lên cảm ơn làm gì. Lên làm gì mà nó pháo đó một mình một ngựa nằm cũng ăn thua. Bắt từ xử lý này, bắt đầu chuẩn bị có trò vui này. Chạy đi, tôi về đây tôi giữ. Đi đâu? Cái gì phải lăn tăn đó. Con pháo của đội bạn không thể lên được, lên xe giật ngay. Lên giật ngay. Chốt giữ được con ở đâu? Lên đây à? Lên đây. Chạy lưu tinh không? Đêm dài lắm mộng. Nói gì cho nhiều. Xe kìa, chạy đi con. Chạy đi em. Xe đâu rồi? Chạy đâu rồi? Chạy thì không có tác dụng gì. Bắt là mình cứ bắt. Thích làm gì thì làm, thì làm thì làm. Đó. Bắt đầu đập tốt sang sông rồi đập tá làm binh rồi đó. Quá trình nhá, đánh cơ không có để người ta chạy tốt sân sông là thế nào, mình hoa mắt chóng mặt đây. Trò gì đây, con gì đây? Con gì đây? Xem chạy đi chạy. Pháo nằm kia ông chiếu cho đâu, ông chiếu cho ông chiếu à. Rồi, chạy rồi. Đêm dài lắm mông. Đứng lèo eo. Bắt. Thôi, chống đi.
Đêm dài lắm mộng. Có trò gì cũng tốt à, có trò gì cũng tốt à. Tần sẽ đánh như sao ông thích đi đấu tốt thì đấu tôi đấu. Mục đích của con tốt trên đó để trấn giữ con mã để cho con xe nó không có cái đường lên. Đó là một nước đi rất là tuyệt vời. Gì phải suy nghĩ. Nhưng mà cũng phải xịt nó đi tại vì nó tinh làm gì? Bay làm gì? Có chừng hết cơ rồi nha. Không có bay con mã thì bay cho ông ăn con tưởng á. À, ông ăn đi chúng tưởng hết cơ nha. Bệnh gì dành đi đó ăn đi lứa. Anh Tiến vui đấy, xin cảm ơn anh và rất là mong anh nếu như xem được cái video này thì rất là mong anh cũng có nhiều cái kinh nghiệm chia sẻ anh em, mình giao lưu là chủ yếu thôi không chạy liên chạy, nhưng mà chạy thì tôi cũng chiếu thôi, không có để cái chuyện nào nó xảy ra đâu. Chiều con này này anh sướng ừ, hay. Chiếu này anh chiếu chiếu cho anh tới tả luôn, tới tả xem mướp luôn anh. Nó đang chạy chiếu tới tả. À, xin cảm ơn anh nhé và chào anh, chúc anh sức khỏe nhé. Buồn úi giời ơi anh bỏ của chạy rồi. Và chào mọi người nha, chương trình đến đây là kết thúc nha, một lần